Đây là tiếng nói Việt Nam. Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, đúng ngày này, cách đây 31 năm, cuộc chiến rạng sáng 14 tháng 3 năm 1988 ở Gạc Ma, Trường Sa đã đi vào lịch sử dân tộc như một dấu ấn không bao giờ phai trong tâm khảm của mỗi người dân đất Việt. 64 chiến sĩ đã hy sinh trong khi bảo vệ Gạc Ma đã mãi mãi nằm lại biển sâu. Nhưng ý chí quật cường của các anh đã trở thành tượng đài bất tử về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tiếp nối truyền thống đấu tranh giữ nước bất khuất của dân tộc Việt Nam. Máu của các anh đã hòa cùng biển sâu, nhắc nhở thế hệ muôn đời sau nhớ về tinh thần quyết tử để bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Và sáng nay, trường tiểu học Hướng Phùng, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức giờ ngoại khóa tưởng niệm 64 chiến sĩ đã hy sinh khi bảo vệ đảo Gạc Ma. Đây là hoạt động được nhà trường tổ chức hàng năm nhằm giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ học sinh của trường. Tin của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung. Hoạt động ngoại khóa tưởng niệm 64 chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam hy sinh khi bảo vệ đảo Gạc Ma diễn ra trong khuôn viên của trường tiểu học Hướng Phùng với sự tham gia của 400 cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Bên mô hình đảo Gạc Ma thu nhỏ tại sân trường, các giáo viên, học sinh được nghe kể lại sự hy sinh của 64 chiến sĩ Hải quân vào ngày 14 tháng 3 năm 1988. Thầy giáo Nguyễn Mai Trọng, hiệu trưởng trường tiểu học Hướng Phùng cho biết. Trường tiểu học Hướng Phùng đã xây dựng mô hình đảo Gạc Ma trong khuôn viên. Từ hôm nay tròn 31 năm xảy ra sự kiện Gạc Ma, trường tiểu học Hướng Phùng tổ chức ngoại khóa tưởng niệm 64 chiến sĩ đã hy sinh để thể hiện lòng tri ân những chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã ngã xuống để bảo vệ đảo Gạc Ma.